tắt rồi đây nè, con thấy đây là 5 phút mới tắt nha. À, 5 phút rồi. Cầm rồi đó, coi chừng dướng cái tay nè, cái tay này nè. Đó, rồi, cầm im đừng có nhúc nhích nha. Ý là chỉ quay quay nhẹ, quay nhẹ đó. Rồi chạy đi con. Ủa vậy biết sao rồi? Chúng ta muốn các bạn quá hay luôn. Bộ không được vậy hết. Em mình kỳ cục lắm các bạn, nó không biết chạy, cũng không biết chạy nữa, cho nên khi giờ Út Diệu làm giùm á, ô xin lỗi nha các bạn, cái là phim lố rồi, nó làm kỳ cục chứ. Đẹp không? Nó đang quay nãy giờ rồi. Rồi bây giờ nó chạy đi. Đạp luôn, hắn lại đi, quẹo lại. Quẹo lại đây. Cái hắn của con nó cứng lắm ông Diệu ơi, ông Diệu hắn bằng chân mà, con hắn bằng chân được luôn á. Ồ, ồ chạy xe độc thiệt chứ. Chạy thẳng đằng kia luôn nha, phải nhìn đằng trước lái xe nha, chứ không có nhìn xuống chân nha. Đúng rồi đó. Nhấp trước, nhấp trước. Nhấp trước. Đẩy chân đi, đi luôn, đạp thẳng luôn. Sao eo dữ vậy? Đi thẳng luôn, tiếp luôn. Rồi ngừng lại đi, quẹo lại đi. Con biết chạy chưa? Biết rồi. Thiệt không? Ừ, quá. Xe nhỏ quá chạy không được hả? Hay sao? Con ăn gì à? Bánh. Sao đưa bánh coi coi. Bánh gì à? Bánh cua. Bánh cua hả? Rồi đi em chạy. Chạy thẳng lên, nhấp trước đi, nhấp trước chạy chạy lên. Nhấp lên, nhấp đi, nhấp đi. Ngó thẳng đằng trước, không có ngó dưới chân, mình ngó thẳng mình bẻ lái. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi, đừng có lạng nhiều nha. Càng ăn xa càng tốt. Rồi chạy thẳng nè, baby xích vô, xích vô để cho chị chạy hai trúng con á. Rồi đứng đây, rồi. Thẳng luôn, thẳng luôn nha. Chạy tiếp ơi. Tiếp luôn nha. Chạy tiếp đi. Tiếp nữa nha. Rồi quẹo lại. Quá xuất sắc luôn. Đường dài dữ không vậy? Ờ dài á. Rồi thẳng qua đi luôn. Chạy đạp đi làm gì vậy? Đạp đi.
đằng trước á. Để thẳng qua đó luôn đi con, thẳng qua luôn. Phải ngó đường nha, không có ngó dưới chân nha. Rồi quẹo lại đi. Coi chừng trúng em nha, chạy coi chừng trúng em nha. Rồi. Rồi chạy lại đâu miếng đi. Rồi. Chạy thẳng xa xa miếng nha. Xa xa miếng nha. Rồi quẹo lại đi. Nó chạy được rồi đó Ben. Con chạy được hồi bữa giờ ai tập cho nó không? Không chạy được rồi. Có ai tập cho nó không? Đạp luôn, đạp luôn. Không phải tập nhưng mà con kia con nói là nó con là nhìn cho hẳn là đừng nhìn cái bi bi. Đừng nhìn chứ. Giang ra chị chưa chạy được con lại gần á, nó nấy đó. Rồi. Không có chạy này. Con tập cho con chứ còn gì nữa. Vậy hả? Rồi quẹo lại con ạ, để cho em chạy thêm 20 vòng nữa đi Ben. À. Rồi đạp đi, đừng có nhấp nữa, đừng có đẩy nữa, đạp luôn không có đẩy nữa. Ê từ từ ngừng lại, ngừng lại. Rồi đạp tiếp đi, đạp tiếp luôn. Vi xích ra con, xích ra. Đừng có chạy, đừng có lại gần chị hay nó trúng á. Rồi ngừng lại, quẹo lại đi. Ngó đằng trước đó, rồi đừng có ngó dưới chân. Ngó đằng trước bẻ lái đi. Ngó đằng trước nha, bẻ lái. Đàng hoàng. Đạp đi, đạp luôn, không có nhấp nữa. Đạp luôn. Rồi, giờ đạp xa xa, tú đằng kia miếng nha. Đạp luôn. Không có nhìn dưới chân. Đạp xa xa đó xong rồi quẹo lại nha. Ngó cái đường á. Rồi quẹo lại đi. Quẹo lại. Con xích vô đây ngồi nè. Em hai con chạy thẳng luôn. Thẳng luôn. Thẳng tú đằng kia luôn nha. Đó. Hay quá ta. Rồi quẹo lại. Rồi đạp luôn. Sao cứ canh cái đó đụng hoài vậy? Con phải nhìn đường, nó thấy con thấy chỗ đó phải quẹo ra chỗ khác chứ sao chạy trong đó hả? Ngó cái đường bẻ lái. Đạp đi, làm gì vậy? Đạp thẳng qua bánh luôn. Ê, thắng lại. Rồi đạp tiếp đi con, đạp thẳng lên luôn. Anh hai gian ra anh hai. Rồi
ngó đường, ngó đường. Quẹo lại. Thẳng luôn, thẳng phải ngó đường nha, không phải ngó dưới chân nha. Ngó thẳng cái đường nè. Quẹo ra, đúng rồi, đúng rồi. Không có cười nha, tập trung nha. Chạy xa em ra nha, đừng chạy gần nữa nha. Ý, thấy chị ba chạy được kìa, thấy chưa, thấy chưa, ấn chưa. Đi sát vô lề nè, để cho chị ba chạy kìa, đừng đi giữa đường, nó không có chạy được đâu. Chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn, đạp luôn. Chạy thẳng lên miếng đi. Ngừng lại đi. Quẹo lại đi. Chưa mệt nữa hả? Đạp luôn thẳng qua kia luôn. Đạp luôn, không có ngừng. Đạp đường dài luôn, không có ngừng nữa. Đó, phải ngó đường, phải ngó đường. Thúy chạy sát vô lề, không có chạy ra ngoài đường nha. Chạy xa miếng nữa nha. Rồi, ngừng lại đi. Quẹo lại. Chạy luôn, đạp luôn. Đạp luôn, không có ngừng vậy á. Đạp luôn, đạp xa lên. Đạp thẳng luôn, ngó đường, ngó đường. Quẹo lại, quẹo lại. Chạy
Vậy sao Vi ra không có chạy gần Vi? Vi chạy xé xé vô Vi, đừng chạy giữa đường ha, hay chị trúng con á. Chạy thẳng luôn nha, không có ngừng nữa nha. Chạy thẳng luôn. Thẳng luôn. Thẳng tuốt đằng kia luôn. Quẹo lại. Cái bé bị té sao nó bây giờ té bé rồi té. Vậy thẳng luôn nha, vậy thẳng không có ngừng nha. Thẳng luôn, thẳng luôn. Ngó đường đi, chạy sát vô lề. Ngừng lại đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Té nữa à hả? Rồi tấp vô đây đi, tấp vô đây đi, tấp vô đây, chạy vô đây. Chạy vô đây, đi đâu hả? Ông kêu chạy vô đây nè. Rồi vô nghỉ mệt miếng đi. Vô đây nghỉ mệt, vô đây nghỉ mệt. Vô đây. Rồi. Ngừng lại. Anh hai muốn chạy không? Anh hai lấy xe chạy đi. Xe nào? Em lên lấy bánh ăn kìa. Xe nào? Đó, người đó đó. Nó nhỏ á. Nhỏ chạy được mà. Đi đâu ạ? Rồi đứng đây, đứng đây đi. Đứng đây cho anh con hai chạy đi. Đạp. Nãy nó chạy kìa. Có chừng trúng em nha. Em go, đừng có đi theo. Được đó, vậy được đó. Vô đây con, vô đây xe không, đi vô đây lẹ lên. Ơi 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 ơi. Quẹo qua đây. Có chừng nó nhõng bên bây giờ nè. Nãy nó chạy. Ngồi xuống đi, ngồi xuống con, ngồi xuống. Trời ơi, đâu có chạy kìa, trời đất cư. Anh hai chạy về đi anh hai. Chạy đi, làm gì vậy dắt hả? Làm gì vậy? Thôi tập ngày mai tập nữa. Đi vô xe không về tối rồi xe không. Đi vô. Đẩy xe vô em con. Đẩy xe vô con. Đẩy bên phải đó. Không phải đẩy bên trái đâu nha. Qua đây nè. Đẩy.
mở ra cho ba con. Rồi. Đẩy lên. Cứu chị ba con, đẩy cho chị ba con đi con, đừng mở. Rồi, bye bye.